Em không năn nỉ em ơi, em cho em năn nỉ. cầm cái chỗ đầu thổi nó dễ hơn, nó nguyên xúc. Ừ ra thì em làm phải giữ bong bóng, không được cho rời bong bóng. Ừ thì cái bong bóng nó giống như là cái bong bóng nó quan trọng, giống như là cái passport của bạn mà bị đắm tàu rồi, các bạn phải cầm cái passport leo lên bờ được thì các bạn sẽ mới được qua cái nước khác hoặc về nước. Còn các bạn làm nó mất làm gì là các bạn không có được quyền.